hello anh chị chào mừng anh chị quay trở lại với kênh xe lướt sài gòn lại là em tâm đây tầm bán xe có tầm nha anh chị hôm nay em lại có một chuyến đi khoảng 300 km anh chị nếu mà bận đi không hết nha tại vì em nằm xe khách rồi em lái xe về thì uh, chuyến đi lần này là em đi xuống gia lai anh chị đây là một uh, nơi mà đầu tiên em tâm đặt chân đến nha anh chị nha thì cũng khiến cho em tâm rất là bất ngờ vì khí hậu ở đây rất là đẹp anh chị nó mưa phùng nữa nè rất là lạnh lạnh nè làm cho con người mình uh, dễ chịu có sương mù nữa nè rất là nên thơ rồi và mộng mị nha anh chị nha. Thì cái uh, chuyến đi lần này là em đi mua một chiếc Fortuner Legend anh chị. Đó thì uh, siêu phẩm của chúng ta đây. Em vừa mới lấy từ nhà khách ra làm quay clip liền cho anh chị xem á. Chất này là chất xe mọc nha anh chị nha. Fortuner Legender đời 2022 anh chị. Mà màu trắng ngọc trai nha. Nhưng mà em này là phiên bản 11 loa anh chị. Đó thì uh, đời 2022 sẽ có hai phiên bản nha, một phiên bản 7 loa và một phiên bản 11 loa. Nó thì em này là phiên bản 11 la, camera 360 độ nè, cả miếng trước, đèn full LED đầy đủ hết. Thì em uh, Fortuner Legender này thì không còn quá xa lạ với anh chị em mình rồi nha. Và đặc biệt là bên em Tâm về rất là nhiều xe và bán rất là chạy anh chị, đặc biệt là màu trắng ngọc chai này nè. Gà gió 24.000 cây thoải mái như mình đi luôn. Đó, thần thứ 12 của năm 22. Bốn vỏ là zin theo xe nha. Thì cái bộ máy dầu em Fortuner Legender này thì đi 24.000 cây thì giống như mới rô đai vậy anh chị. Xe thì cũng được uh, dán phim cách nhiệt nè, Chén tay cửa sản xuất là 2022 anh chị đó xe thì bên em tâm cũng đã kiểm tra hết tất cả các hạng mục rồi anh chị động cơ khung gầm máy móc hộp số tất cả là nguyên zin nha đó, ghế da hai màu anh chị đẹp đen và đỏ rất là đẹp à, ghế lái chính điện ghế phụ chính điện nè anh chị ô đô nó chất vô lăng ô đô là 24 000 cây nha đó xe thì có cảm biến áp suất lớp nè camera hành trình đó 11 loa nha anh chị mình sẽ nhìn ở trên đây đầu DVD, JBL, zin theo xe, điều hòa hai vùng độc lập, điều hòa tự động nè, hai chế độ lái nè, có cân bằng điện tử luôn anh chị. Thì em tâm cảm giác như là lái một cái em Fortuner lên này thì cảm giác rất là khác so với là những cái em Fortuner máy dầu 2.4 một cầu bản thường nha anh chị nha. Thì uh, em cũng không biết tại sao nhưng mà cảm giác mình lái uh, mấy em này rất là đầm chắc nè. Đó thì uh, khi mà em quay clip thì em đang quay dưới trời mưa anh chị, sẽ có một vài cái uh, mưa phùng nha thì cốp của em nó là cốp mở điện nè đó thì cụm đèn sau em nó là full led nè có cảm biến lùi có camera lùi đầy đủ để em quay cái dàn gầm cho mình xem nè gầm xe rất đẹp nha xe này là em chưa có dọn dẹp vệ sinh gì luôn á mà anh chị coi cái dàn gầm nè đó, nói, nói, chung anh chủ này anh bán anh cũng tiếc lắm anh chị nói chung thì mấy nay em đi mua xe thì anh chủ nào bán xe cũng tiếc á tại vì toàn là xe đẹp không à nên ảnh ảnh nhưng mà tại vì nhu cầu của khách hàng không có không có sử dụng nữa nên anh muốn để lại cho bên em tâm chứ uh, em thấy bữa em mới mua chiếc k năm cũng uh, anh, anh chủ cũng tiếc mà giờ em mua chiếc fortuner máy dầu này thì anh chủ anh cũng tiếc lắm anh chị nó chất xe rất đẹp xe gia đình nha anh chị nha một chủ sử dụng từ đầu nó ghế phụ chính điện luôn nè anh chị máy máy hai bốn nha anh chị nha máy mới tinh nè zin từng con ốc luôn anh chị sùng chỉ là nguyên zin nha rồi ốc cabo là chưa hạ ốc cớp chưa hạ luôn nha anh chị nha Ờ, máy em đang quay là chất máy mọc luôn đó anh chị Mới tin nè, xe đẹp cam kết như mình là không tai nạn, không ngập nước nha Bao anh chị, anh chị chết hãng toàn quốc luôn Fortuner legend đời 2022 hiện tại em tâm đang bán là 1 tỷ 125 nha anh chị nha Em vẫn còn thương lượng nhưng mình thiện chí lên em coi xe luôn Anh chị quan tâm xe này thì hãy liên hệ với em tâm qua số điện thoại trên